Đây là một trong những khu neo đậu tàu thuyền tránh bão quy mô lớn ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng, khu neo đậu An Hòa, huyện Núi Thành xuất hiện nhiều bất cập, khiến cho công năng của nó không phát huy được tác dụng. Theo thiết kế, khu neo đậu này chỉ dành riêng cho những tàu thuyền có công suất từ 350 mã lực trở xuống. Trong khi đó, các đội tàu đánh bắt xa bờ ở đây lại đa phần có công suất lớn từ 400 đến 1.000 mã lực. Là vì sao? Vì là cái ô thuyền này á, tức là cọc dây không được, hiểu chưa? Cọc dây không được là đứt dây, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bổ xuống là nó rắp vô cái ô thuyền bên kia, tức là xử lý không kịp là mới đào là bể tà. Ngoài việc không đáp ứng được nhu cầu của tàu thuyền có công suất lớn vào trú bão, khu neo đậu An Hòa thiết kế nhiều hạng mục không phù hợp. Trụ neo đậu vừa gần sát nhau, vừa thấp so với mặt nước biển. Đây còn là hiểm họa, nhiều tàu thuyền đã gặp nạn trên đường vào tránh trú bão. Cái trụ này từ mặt nước lên chỉ có 2 mét thôi. Đó, từ mặt nước lên chỉ 2 mét. Mà thủy triều nó súng, nó lên nó co quá, bổ gió lẫn lên co lẫn lúc mất. Mà tà thuyền nội dám đậu vô đó, không có biết đường hướng mà chạy vô. Nếu mà tà thuyền chạy vô đây á, thì đụng cái trụ này cũng hư tà rồi, chứ đừng nói tăng bổ. Một nguyên nhân khác khiến khu neo đậu tàu thuyền An Hòa chưa thật sự phát huy được tác dụng là do quá trình khảo sát, thiết kế và xây dựng không theo kịp với tốc độ phát triển tàu thuyền có công suất lớn của ngư dân. Kể từ cái thở ban đầu, tức là lập khảo sát thiết kế cho đến đầu tư xây dựng có một cái thời gian khá dài. Do vậy trong quá trình triển khai thực hiện thì cái năng lực tàu thuyền, sự phát triển kinh tế biển nó càng ngày càng phát triển mạnh, chứ không có dừng lại trong cái giai đoạn như ban đầu. Do vậy trong quá trình triển khai thì cái việc hoàn thành đưa vào sử dụng thì cái công suất tàu thuyền của địa phương nó đã tăng lên rất là đáng kể. Trước thực trạng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa không thật sự phát huy tác dụng như mong đợi, tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương cho xây dựng một tuyến đê chắn sóng để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi vào đây tránh trú bão. Trong khi chờ đợi tuyến đê này thì tàu thuyền ở đây vẫn thường trực đối mặt với nguy hiểm mỗi khi bão về.